Thưa quý vị, ngày 24 tháng 10, Novaland đã chính thức thông tin về các tin đồn những ngày qua liên quan đến các dự án của doanh nghiệp này. Phía Novaland khẳng định đây là tin đồn sai sự thật gây tâm lý hoang mang cho nội bộ, cộng đồng, khách hàng và nhà đầu tư. Cụ thể Novaland cho biết nhiều ngày qua mạng xã hội lan truyền hình ảnh về đơn cầu cứu gửi bộ xây dựng của tập đoàn. Tuy nhiên, đây là thông tin cũ liên quan đến một dự án từ năm 2020. Hiện nay dự án này đang được xem xét giải quyết. Việc chỉ lấy trang cuối của văn bản cũng như cắt lồng ghép nhiều thông tin bình luận không phù hợp, xuyên tạc sự thật về hoạt động của tập đoàn đã gây tâm lý hoang mang cho nội bộ, cộng đồng, khách hàng, nhà đầu tư, đồng thời gây ảnh hưởng đến uy tín, tác động xấu đến hoạt động của tập đoàn. Doanh nghiệp này cũng cho biết hiện tập đoàn đã làm việc với các cơ quan chức năng để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý xác đáng những tổ chức cá nhân đăng tải lan truyền những thông tin sai lệch nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên hữu quan đồng thời cũng như nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với các khó khăn chung của thị trường trong vài năm trở lại đây tập đoàn vẫn đang nỗ lực không ngừng trong việc vận hành kinh doanh cũng như có những kế hoạch linh động chuyển đổi phù hợp với giai đoạn hiện nay